Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Râu thì là loại rau cực tốt nhưng cần biết dùng để tránh những tác dụng phụ này. Thì là một loại cây hương liệu được sử dụng trong nấu ăn ở rất nhiều quốc gia châu Á. Chúng có nhiều đặc tính hữu ích cho sức khỏe. Đây là cách phát huy tối ưu lợi ích. Thành phần dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe. Thì là rất giàu chất xơ, vitamin C và vitamin E. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, một chén thì là thô chứa khoảng 360mg kali, đáp ứng 7% nhu cầu kali hàng ngày. Kali rất quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp, tăng cường chức năng thận, sức khỏe xương và sức mạnh cơ bắp. Chúng còn có tác dụng kháng viêm, giảm ho mãn tính, giảm đầy hơi và các bệnh về đường tiêu hóa khác. Súc miệng bằng dầu từ hạt thì là có thể làm long đờm trong phổi, giảm ho và đau họng. Các thành phần chứa trong thì là còn hoạt động như estrogen, nó kích thích việc tiết sữa ở bà mẹ có con nhỏ. Người ta còn sử dụng cây thì là trong chế độ ăn giảm cân vì nó chứa các chất dinh dưỡng quan trọng và hàm lượng chất xơ cao giúp bạn cảm thấy no. Chất xơ có trong loại cây này là chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa của cơ thể. Tiêu hóa càng chậm, lượng calo sinh ra sẽ cung cấp năng lượng càng lâu cho cơ thể mà không khiến chúng ta bị đói. Lưu trữ cây thì là như thế nào cho đúng? Thì là có thể lưu trữ trong tủ lạnh tối đa 5 ngày. Quá thời gian đó, chúng không còn đảm bảo các giá trị dinh dưỡng nữa. Khi mua, hãy lựa chọn những cây còn tươi và màu xanh tươi sáng. Chế biến chúng trong món gì? Thì là có giá trị dinh dưỡng cao nhất khi ăn sống hoặc nấu chín. Chúng có thể được thêm vào các món salad hoặc salad trộn. Chúng cũng thích hợp cho các món nướng hoặc xào. Thậm chí, nếu bạn muốn muối chua chúng cũng không sao, chúng vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng. Một số món ăn có thể kết hợp với thì là salad súp lơ thì là, salad cam quýt cùng cá hồi nướng thì là, hay là các món đậm chất Việt như cá chép om thì là, chả cá thì là cũng hết sức bổ dưỡng. Tác dụng phụ tiềm ẩn và rủi ro sức khỏe của cây thì là rất hiếm gặp những phản ứng dị ứng với cây thì là. Theo phòng khám Cleveland, khoảng 2% dị ứng thực phẩm ở Hoa Kỳ là dị ứng với gia vị. Tỷ lệ chính xác của dị ứng thì là không rõ ràng. Bạn có thể tăng nguy cơ nhạy cảm với cây thì là nếu bạn cũng bị nhạy cảm với thực phẩm hoặc dị ứng với đào. Các triệu chứng dị ứng với cây thì là thường xảy ra từ 5 đến 10 phút sau khi ăn nó. Các dấu hiệu có thể bao gồm nổi mề đay, phát ban, sưng và ngứa. Gặp bác sĩ để kiểm tra dị ứng có thể nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị dị ứng với cây thì là. Các tác động tiêu cực có thể là phản ứng trên da, động kinh, ảo giác. Một số nghiên cứu còn cho thấy chúng làm cho trẻ em gái dễ dậy thì sớm. Ăn hầu sống, một người đàn ông phải cắt cụt cả bàn tay. Một người đàn ông 71 tuổi phải cắt bỏ cả bàn tay của mình sau khi ăn hải sản sống. Theo tạp chí y học New England, một người đàn ông giấu tên phải đến cấp cứu ở một bệnh viện ở Hàn Quốc sau khi bị sốt 2 ngày liên tục và đau đớn dữ dội ở cánh tay trái. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện trên mu bàn tay của ông xuất hiện nhiều mảng phồng rộp màu tím sẫm với nhiều vết sưng lớn, đổi màu. Khai thác tiền sử được biết, người đàn ông trên bắt đầu có những triệu chứng đó sau khi ông ăn hải sản sống chưa qua nấu chín. Ngay lập tức, ông được các bác sĩ phẫu thuật. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện ông nhiễm vi khuẩn Revio vulnificus, một loại vi khuẩn gây ra các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy và đau dạ dày, vân vân. Các bác sĩ cho biết, mặc dù đã sử dụng nhiều biện pháp, trong đó có cả điều trị bằng kháng sinh liều cao, nhưng do bệnh nhân có tiền sử mắc quá nhiều bệnh, bị tiểu đường loại 2, huyết áp cao và thận, nên tình hình không mấy được cải thiện. Mà ngược lại, tính mạng của bệnh nhân bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn
khi các vi khuẩn đang gây ra những vết loét hoại tử sâu trên bàn tay của bệnh nhân. Để giữ lại mạng sống, bệnh nhân được chỉ định phải cắt bỏ đi bàn tay của mình. Rất may, ca phẫu thuật diễn ra thành công, người đàn ông trên được cứu sống sau khi cắt bỏ bàn tay. Theo các chuyên gia, Vibrio vulnificus là một loại vi khuẩn có thể lây nhiễm khi ăn các loại hải sản sống hoặc chưa được nấu chín. Báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ước tính có khoảng 80.000 người nhiễm loại vi khuẩn này mỗi năm. Trong số đó, có khoảng 100 người thiệt mạng và 52.000 người nhiễm do ăn thực phẩm ô nhiễm. Bởi vậy, các chuyên gia khuyên cáo chỉ nên ăn hải sản tươi sống từ những cửa hàng có uy tín, nơi có cá và các loại hải sản được làm lạnh đúng cách. Đặc biệt, các loại hải sản được làm lạnh không được để quá 2 giờ đồng hồ sau khi chế biến. Ngoài ra, cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe là hãy nấu chín hầu trước khi ăn. Thói quen xấu có thể gây ung thư thận và dấu hiệu nhận biết. Năm 2018, Việt Nam có khoảng 2.400 ca mắc mới ung thư thận, trong đó có hơn 1.300 ca tử vong, chiếm trên 55%. Nam giới có nguy cơ mắc cao gấp 2 lần nữ giới. Thận nằm ở vùng lưng dưới, có chức năng lọc chất thải và can thiệp vào quá trình sản xuất các tế bào máu đỏ. Thống kê tại Mỹ ghi nhận, khoảng 90-95% khối u xuất hiện ở thận là ung thư. Ung thư thận chiếm 3% tổng số ca ung thư ở người trưởng thành, đứng thứ 7 trong các loại ung thư ở nam giới và thứ 10 ở nữ. Bệnh thường gặp vào độ tuổi từ 50-70, cá biệt có một số trường hợp mắc ở độ tuổi rất trẻ. Ở giai đoạn sớm, khi kích thước khối u dưới 7cm, bệnh thường không có triệu chứng điển hình. Ở giai đoạn muộn, khoảng 30% người bệnh có các triệu chứng đau bụng, tiểu ra máu, thăm khám thấy có khối u bụng, v.v. Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến của ung thư thận. Máu trong nước tiểu. Nếu bạn thấy nước tiểu có màu hồng, nâu hoặc sự đổi màu nhẹ, đó có thể là dấu hiệu của ung thư thận. Thông thường có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi đi tiểu, nhưng nếu lượng máu rất ít, chỉ có thể phát hiện khi phân tích nước tiểu. Ngoài ra, một số bệnh khác cũng gây tiểu máu như nhiễm trùng bàng quang, sỏi thận, u nang hoặc viêm. Nếu bạn thấy máu trong nước tiểu, tốt nhất nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám kịp thời. Cảm giác đau hoặc tức vùng lưng hông. Đau do ung thư thận thường xuất phát ở một bên sườn, vùng lưng hông. Cơn đau có thể kéo dài và dao động từ âm ỉ đến dữ dội. U ở bụng. Bệnh nhân ung thư thận có thể cảm nhận được khối u khi sờ tay lên bụng. Dù vậy, đa phần khối u thận ở sâu trong ổ bụng nên khó cảm nhận. Chỉ có thể nhìn thấy rõ trên hình ảnh siêu âm hoặc CT scan. Mệt mỏi, thiếu máu. Mệt mỏi là một triệu chứng khá phổ biến hầu hết bệnh nhân ung thư nói chung. Các tế bào ung thư phát tác làm cản trở những chức năng và hoạt động bình thường của cơ thể, khiến người bệnh dễ cáu bẳn và suy nhược. Ở bệnh nhân ung thư thận, tình trạng thiếu máu cũng có thể gây ra mệt mỏi và suy nhược nghiêm trọng. Sụt cân đột ngột. Sụt cân đột ngột thường xảy ra khi bệnh nhân bị ung thư, dù họ không ăn kiêng hay muốn giảm cân. Nguyên nhân thường gặp là bệnh nhân mất cảm giác thèm ăn nên biếng ăn, thiếu sinh sướng. Sốt. Sốt không rõ nguyên nhân cũng có thể là dấu hiệu ung thư thận, đặc biệt khi kết hợp với các triệu chứng trên. Trong trường hợp nghi ngờ ung thư thận, bác sĩ có thể chỉ định làm sinh thiết để chẩn đoán khẳng định. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức, trưởng khoa tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ung thư thận ở giai đoạn sớm khi kích thước bú còn dưới 7cm, thường không có triệu chứng điển hình. Ở giai đoạn muộn, khoảng 30% người bệnh có các triệu chứng đau bụng, tiểu ra máu, thăm khám thấy có khối u bụng. Để phát hiện sớm ung thư thận, người dân nên kiểm tra định kỳ sức khỏe hàng năm, ít nhất 6 tháng một lần, đặc biệt là những người trên 55 tuổi hoặc người có nguy cơ cao. Đặc biệt, người dân nên bỏ hút thuốc lá, tránh tiếp xúc với amiăng
ăn uống điều độ và tập thể dục đều đặn. Thường những người béo phì có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Do vậy, ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý, giảm chất béo, thức ăn nhiều dầu mỡ, bổ sung thực phẩm giàu chất xơ, đồng thời nên tập thể dục 30 phút mỗi ngày để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy hút thuốc có liên quan mật thiết đến tỷ lệ mắc bệnh ung thư thận. Những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư thận cao gấp 1,4 lần so với những người không hút. Ngoài hút thuốc thì có tới 6 thói quen cũng có thể là yếu tố quan trọng gây ra ung thư thận mà nhiều người vẫn làm hàng ngày. Thường xuyên mua đồ ăn chế biến sẵn, nhịn tiểu, lười uống nước, sử dụng thuốc bừa bãi, thói quen sinh hoạt thất thường, lười vận động. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.